Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với trang AutoZone.vn. Và ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian rất dài giãn cách vì dịch Covid, thì trang AutoZone sẽ quay trở lại với một món quà tặng rất là đặc biệt. Đó chính là cuộc so sánh giữa hai kỳ phùng địch thủ. Một bên là chiếc Subaru WRX STI và một bên là chiếc Mitsubishi Lancer Evolution thế hệ thứ 10. Gây sự mê hoặc cho tất cả mọi người yêu xe, đặc biệt là yêu cái dòng xe GDM trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Và thật sự là rất khó khăn khi mà team có thể mời tới đây hai chiếc xe này đứng chung trong một khung hình ở trong một cái video clip để gửi đến mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh thử xem Subaru STI và Mitsubishi Lancer Evolution, chiếc xe nào sẽ là chiếc xe thú vị hơn cho người lái. Thật sự mà nói, cả hai chiếc xe này, thưa các bạn, là gọi là kỳ phùng địch thủ, là đối thủ không đội trời chung với nhau từ khi mà xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, hai cái xe này có rất nhiều điểm giống nhau và cũng có rất là nhiều điểm khác nhau. Nếu mà nói về yêu thích thì chắc chắn rất nhiều người thích cả hai cái chiếc xe này luôn. Nhưng các bạn chú ý đi, trên thế giới có rất nhiều người có khả năng sở hữu cả hai chiếc xe này. Tuy nhiên, nếu gọi là yêu cả hai chiếc xe thì thật sự mình chưa nhìn thấy ai. Có nghĩa là người nào mà đã trót yêu thật lòng Subaru STI thì sẽ không bao giờ yêu Evolution. Và người nào mà thật sự đã yêu Evolution thì chắc chắn người đó sẽ không yêu STI. Vì sao vậy? Ở phần tiếp theo của cái clip này, Tâm sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao nếu như thật sự yêu thương thì người ta sẽ chỉ có thể yêu thương một trong hai chiếc xe này thôi. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau nói về các cái điểm giống nhau của hai cái xe này. Thứ nhất, cả hai chiếc xe này đều là dòng xe sedan. Thứ hai là đều có động cơ 4 xi lanh. Và thứ ba đó là đều có hệ dẫn động all-wheel drive. Trong cái phân khúc này chúng ta sẽ thường nghe tới nhiều cái tên nữa thôi các bạn. Ví dụ như là cái tên Honda Civic hay là Ford Focus vân vân. Tuy nhiên, cái battle giữa hai chiếc xe này thì nó luôn căng thẳng, bởi vì cả hai xe này đều là hai cái xe có cái chất rally. Và ngay từ đầu khi mà hãng Subaru cũng như là hãng Mitsubishi đưa hai cái xe này ra thị trường thì nó bản chất tụi nó đó là đối thủ của nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi từng chiếc xe một để xem cái cấu hình nguyên bản. Và thưa quý vị, là hai chiếc xe đậu đây thì không có chiếc nào đang thực sự nguyên bản về phần động cơ hay là phần ngoại thất bên ngoài cả. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sơ qua về cái thông số kỹ thuật cơ bản. Đầu tiên là chúng ta hãy đến với lại chiếc Subaru WRX STI. Động cơ boxer 4 xi lanh, công suất nguyên bản là 305 mã lực tại giải vòng tua 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn là 393 Nm tại giải vòng tua 4.500 vòng 1 phút. Bên trái Tâm là chiếc Mitsubishi Lancer Evolution, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít, công suất tối đa là 290 mã lực tại giải vòng tua 6.500 vòng 1 phút và mô men xoắn tối đa là 366 Nm tại giải vòng tua 4.300 vòng 1 phút. Thì nếu so thông số kỹ thuật về phần động cơ thì Subaru STI luôn thể hiện mình cao hơn ở mọi khía cạnh, dung tích xi lanh, rồi mức công suất tối đa hay là mô men xoắn tối đa. Đi kèm với chiếc Subaru STI là hộp số sàn 6 cấp và đi kèm với lại Evolution là hộp số sàn 5 cấp. Evolution thì còn có một phiên bản nữa, đó là phiên bản sử dụng hộp số ly hợp kép. Tuy nhiên, trong bài so sánh này, chúng ta sẽ cùng sử dụng hai cái xe mang cái số đều là hộp số sàn hết. Subaru mang tới cho STI một cái hệ dẫn động all-wheel drive hết sức là đặc biệt, hết sức là đặc trưng và cũng hết sức là huyền thoại của hãng Subaru. Và Mitsubishi cũng đem đến cho Evolution một hệ dẫn động 4 bánh y như vậy. Chúng ta đã nói về sự giống nhau và bây giờ thì Tâm xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về sự khác nhau giữa hai mẫu xe này. Tuy nhiên, trước khi nói về cái sự khác nhau giữa
Subaru STI và Mitsubishi Evolution. Chúng ta hãy điểm qua cái khối động cơ của cả hai chiếc xe này, ít nhiều đã được nâng cấp. Hiện tại thì chiếc Subaru STI đo được mức công suất trên dàn dyno Mustang là 320 mã lực tại bánh UHP, và chiếc Mitsubishi Lancer thì cũng có gói nâng cấp, tuy rằng chưa có thông số chính xác trên dàn dyno nhưng đâu đó từ khoảng từ 300 cho đến 400 mã lực. Cho nên ở trong cái clip này thì cả hai chiếc xe này có mức công suất gần như là tương đương nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói về cái sự khác biệt. Thưa các bạn, nếu như các bạn nhìn kỹ cái cấu hình của hai cái động cơ này, chúng ta sẽ nhận ra một điều. Dù rằng cả hai chiếc xe này đều sử dụng hệ thống AWD, có nghĩa là All-Wheel Drive, tuy nhiên cái động cơ Boxer của Subaru thì cái cấu hình của nó có thiên hướng là dẫn động cầu sau nhiều hơn cầu trước, trong khi động cơ của Evolution trên cái bản base trên Lancer là động cơ đặt ngang, trên chiếc này cũng là động cơ đặt ngang, thì nó lại có phần thiên hơn về dẫn động cầu trước. Nó giống như là dòng 45 AMG của Mercedes-Benz thì cũng là cái dòng động cơ đặt ngang là chuyên dành cho cầu trước hơn, nhưng mà có truyền động ra bánh sau. Còn trên Subaru thì luôn luôn là cái động cơ có xu hướng đặt sau nhiều hơn rồi mới chia lại trên cầu trước. Thực tế mà nói thì cái sự khác biệt lớn nhất, thưa các bạn, nó đến từ cái việc là cái hệ dẫn động và các cái thiết bị điện tử. Nếu như 99% những cái người lần đầu tiên lái hai chiếc xe này thì chắc chắn sẽ cảm thấy thích Evolution nhiều hơn là Subaru STI, bởi vì chiếc Evolution nó cho cái cảm giác lái dễ chịu hơn, lanh hơn và cảm giác rất là dễ điều khiển. Trong khi đó Subaru STI nó cho cái cảm giác rất là thô, nó giống như là một con thú mà chúng ta rất khó để kiểm soát. Cho nên ngay từ đầu clip Tâm có nói là tại sao những người nào mà đã thực sự yêu Evolution, tức là yêu cái sự lanh lợi, cái sự chính xác, cái sự mượt mà của nó, thì sẽ không chịu nổi cái sự rất là hỗn cũng như là rất là khó, rất là cảm giác lái rất là thô kệch của Subaru STI. Nhưng những ai mà đã quen chạy Subaru STI và thật sự yêu thích cái cảm giác thật mà chiếc xe mang lại thì sẽ không thể nào có thể yêu thích cái dòng xe Mitsubishi Lancer Evolution. Rồi thêm một việc nữa các bạn, đó chính là riêng về cái thế giới độ xe thì cả hai chiếc xe này, Mitsubishi Lancer Evolution và Subaru WRX STI, đều là hai chiếc xe chuyên dùng để độ. Và cái cộng đồng những người độ xe trên hai mẫu xe này á, trên thế giới nó cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì Tâm sẽ chia sẻ một tí, đó là cái khối động cơ trên Evolution thế hệ trước là khối động cơ 4G63T, và ở cái thế hệ này là 4B11T. Thì cả hai cái khối động cơ của thế hệ trước và thế hệ này trên chiếc Evolution đều là những cái khối động cơ rất là dễ để nâng cấp công suất. Tuy nhiên cái mức công suất mà thường xuyên và an toàn để nâng cấp trên cái lốc máy zin trên cái Evolution nó rơi vào khoảng từ 500 đến 600 mã lực. Còn trên chiếc Subaru thì động cơ EJ25, cái khối động cơ mà rất là danh tiếng và cũng rất nhiều tai tiếng, ring lên phèo liêu rồi rất là nhiều, nói chung là lột dên nè, bể piston nè, thì tất cả đều nằm trên EJ25 hết. Nhưng mà những cái người mà đã đam mê Subaru STI rồi thì cái việc mà nâng cấp khối động cơ thì nó cũng rất là thường xuyên, và họ xem cái chuyện đó là cái chuyện hết sức là bình thường. Vì không có nhiều thời gian, bởi vì rất khó, thưa các bạn, để mà mượn hai cái xe này để xuất hiện trong cùng một cái clip thì thật sự là nó cũng rất là khó khăn, cho nên là mình sẽ không thể chia sẻ quá sâu quá nhiều các cái thông tin gửi đến các bạn. Tuy nhiên có một cái vấn đề là theo quan điểm cá nhân của mình thì nếu để so sánh trực diện thì Evolution nên so sánh với lại cái dòng WRX nhiều hơn là cái dòng STI. Nó không phải là ở mức công suất hay là ở phương diện level hay đẳng cấp gì đâu, chỉ đơn giản là cái nết chạy xe của hai cái xe này sẽ gần nhau hơn. Còn ở đây chiếc Evolution hay là chiếc STI thật sự là hai cái trường phái, hai cái phạm trù và hai cái sở thích điều khiển xe khác nhau.